Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Các quái gì Z800 lột xác cực kỳ quái dị cũng đến từ một biker quái dị. Cái chiếc Kawasaki Z800 được xưng tụng là cái chú tê giác trong cái làng phần lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, với phong cách ở dụng của một biker quái dị người Việt, cái mẫu xe này đã tiếp tục bị hành hạ bởi người chủ đang gây xôn xao cộng đồng đam mê phần lớn hiện nay. Theo tìm hiểu, khi chia tay với cái chiếc Ducati Sportster 796 đã bị hư hỏng rất nặng cái dàn điện. Toàn bộ diện áo cũng như cái lốc máy đã bị sơn xịt phủ nhũ vàng. Thậm chí tất cả các con ốc trên xe đều bị xịt keo silicone. Người chủ Việt Nam có sở thích rất kỳ lạ đã tiếp tục rước cho em là Kawasaki Z800 mà chúng ta đang thấy trong clip hôm nay. Sở chứng minh cái phiên bản màu trắng. Để đồng bộ hóa cái màu sơn, người chủ của chiếc Z800 cũng dùng sơn xịt màu để xử lý các ốp nhựa màu đen, lốc máy, ốp đầu đèn, bộ ghi đông, đồng hồ, sơn lên cả cái yên xe, mâm xe v.v. Riêng cái bộ phận để chân người ngồi sau để tạo một cái điểm nhấn với cái sơn xịt màu trắng cùng với cái phát biển số sau và cấp sau. Như vậy tính ra thời điểm này đây là cái chiếc mô tô thứ hai sổ trên mình của người chủ có một sức rất kỳ lạ. Mặc dù thật là ngậm ngùi và cảm thấy tiếc nuối với những anh em yêu thích mô tô khi nhìn thấy cái chủ nhân của cái chiếc xe đã hóa trang cho cái chiếc Z800 hôm nay. Kawasaki Z800, cái chú tê giác nâng cấp đầy lỗ cuốn với những cái món đồ chơi đáng đồng tiền bát gạo. Kawasaki Z800 được chắc đến biệt danh là tê giác trong làng phần hơn lớn từ trước nay. Sở hữu cho mình bóc chén táo bạo theo ngữ thiết kế Tsukumi tương tự với người đàn anh cả ở xếp ngàn. Tuy nhiên, em ấy đã bị khai tử như sân chơi cho một cái người lệ Z900. Mặc dù Z800 vẫn được một vài biker ở dụng để nhấn mạnh nét đẹp riêng của nó thông qua những món hàng xịn sò từ các hiệu đình đám nổi tiếng. Và hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cái bản đồ Z800 được nâng cấp món đồ chơi cực kỳ chất. Bên cạnh thiết kế hoàn hảo vốn có là sự độc tôn ngay phần thiết kế chính của mình. Cái mẫu Z800 độ hôm nay được nâng cấp hàng loạt những đồ chơi cao cấp nhằm tôn một cái nét đẹp thẩm mỹ và hiệu năng sử dụng. Cụ thể như thay đổi cụm phanh Rainbow kết hợp hệ thống đĩa trước Rainbow M4, chiên lực thắng thông qua bộ dầu heo chu kè. Ngoài ra còn được nâng cấp hàng loạt những phụ kiện hỗ trợ cao cấp như vị trí bánh xe, thành động cơ, cái bộ cụ chống đổ Anxin Racing. Hệ thống phanh sau cũng được củng cố hiệu quả hơn với chi tiết phanh Rainbow 2 bít xứng logo đỏ đang hot hiện nay. Kết hợp với đó là bộ phát nhôm CNC được thiết kế riêng cho từng mẫu xe. Thỏa mãn cái cảm hứng tốc độ khi với hiệu suất âm thanh lô cũ hơn khi được sửa sang với cái dàn ống sạc Action Pro Set thiết kế ngắn rất thể thao. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like và subscribe.